bất kỳ trung tâm tiếng Anh lớn nào thì cũng có giáo viên nước ngoài, nhưng mà ở the US họ dạy speaking rất là có tâm ạ. Giáo viên bên mình thì dạy vô cùng giỏi luôn. Họ biết là cái gì nên và cái gì không nên, cái gì tốt nhất cho học viên và cái gì nên tránh á. Giáo viên US thì rất là vui. Em thích nhất là thầy Matthew á. Nhiều bạn khác cũng thích. Em thấy lúc nào về cũng ra bắt chuyện với thầy. Thay vì dạy chỉ mà dạy hoài trong sách thôi á, thì em thấy nó hơi chán. Thì thầy thường cho làm được những cái hoạt động khác nhau á. Chỉ cho lớp thầy là chỉ ngồi nói chuyện giao tiếp với các bạn và giao tiếp với thầy qua tiếng Anh là nhiều. Chị gặp thầy cô của ở bên VUS cũng khá nhiều, từ thầy trợ giảng cho các giáo viên nước ngoài ấy. Chị cũng rất là hài lòng ở vấn đề là không phải là chỉ dạy học mà họ dạy rất là nhiều cái kỹ năng sống ở trong đó, rất có một cái tình cảm giữa học sinh và giáo viên rất là gắn bó, cho nên là chị cảm nhận được rằng là con rất là thích đến đó để gặp giáo viên của mình. Phần mềm em thấy khá là mới, tại vì em lần đầu tiên tiếp xúc với nó là vào lúc luyện thi IELTS, với một cái giao diện rất là thân thiện kể cả với những người mới sử dụng, và thực sự nó rất là giúp ích cho em trong việc quá trình luyện thi IELTS. Nó có thể kiểm soát được cái tiến độ học của mình, đã học bao nhiêu bài, mình đã làm bài hay chưa, và nó có những cái bài tập khá là hay trên đó. Em thấy nó vẫn là một cái cải tiến khá là hay. Rồi lúc em học IELTS thì gần như là em bám sát sườn theo cái VHub đó, cộng thêm là những bài tập thầy cô giao thôi, lâu lâu thì luyện đề. Em thấy là trang web VHub được nhà trường đầu tư rất là nhiều, và trang web này rất là tốt và tiện lợi, bởi vì em có thể nộp bài writing như là bài speaking của mình cho giáo viên nước ngoài chấm, và em sẽ có kết quả sau 1-2 ngày. Giáo viên sửa rất là có tâm và rất là đúng và chi tiết. Cháu từ học ở nhà thấy cháu cố gắng lắm, cháu quyết tâm để đạt được cái thành tích tốt. Cháu tự luyện nói, nó ở trong phòng đóng cửa tình cờ thì mình nhìn trộm thôi, thì thấy cháu nó tự mở cam ra tự học. Thường một khóa là có kiểm tra giữa khóa và kiểm tra dưới cuối khóa, là kiểm tra đầy đủ 4 kỹ năng, nói chung mô phỏng giống như thi thật luôn ạ. Nên là cũng đánh giá chuẩn cái trình độ của mình lúc bấy giờ. Những cái thi thử ở trong lớp của VS rất là chính xác, bởi vì bình thường là em thi ở trong lớp là 7.0 đến 7.5, thì khi mà ra kết quả thực thì em vẫn đạt được là 7.5 luôn. Nên đánh giá đề thi của VS khá là cực kỳ sát với đề thi thật. Theo em là những cái thư viện đề thi VS thì nó cũng khá là bám sát với lại đề thi thật, về cả format lẫn như là thời lượng hay là câu hỏi, tạo ra được cho học viên một cái sự quen thuộc để không bị bỡ ngỡ khi làm bài thi. Thì sẽ biết chất thì tuyệt vời. Trở về đi học vui lắm, rất là vui, mà cảm nhận là con tự tin hơn. Với lại cái môi trường thì thấy cơ sở vật chất tốt, với nhân viên rất là chuyên nghiệp và tận tâm. Có bữa là bé nói xin cô cho về mà cô gọi điện thoại, có hỏi là phụ huynh đồng ý không. Được là bé đi học như vậy rất là mình yên tâm á, cô rất là chuyên nghiệp chứ không có phải là muốn xin muốn đi ra ngoài là đi ra ngoài. Em cũng đã tự mình đi ra trung tâm khám phá cơ sở hạ tầng, và em cũng thấy rất là đạt yêu cầu của em. Và em thấy là VUS có cơ sở hạ tầng tốt, đầu tư rất là nhiều. Khi mà mình được đặt chân đến buổi gala này thì mình rất là hạnh phúc và cực kỳ hào hứng. Mình rất là vinh dự khi được đến dự buổi lễ này. Nên mình rất là vinh hạnh đến tham dự cái buổi trao giải IELTS cho những thí sinh có cái số điểm cao nhất. Mình rất là ngạc nhiên và cũng rất là cảm ơn VUS đã rất là nỗ lực hỗ trợ cho bạn Phúc để Phúc có thể đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Khi mà biết được cái điểm IELTS của mình thì cả nhà rất là tự hào và vui sướng, vì kết quả mà con đạt được buổi lễ vinh danh hôm nay đó là một điều rất là tự hào của gia đình, của bản thân riêng của con, và tất cả là mọi người rất là happy về kết quả và cũng giống như là cái mà con đạt được. Và các bạn đang ôn thi IELTS hãy chọn trung tâm VUS, bởi vì trung tâm VUS là trung tâm tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam. VUS